Bên cạnh việc cung cấp chất bột đường, vitamin và một số khoáng chất, khoai môn còn là một cái nguồn thực phẩm rất là dồi dào chất xơ. Trong đường ruột thì chất xơ là một cái chất dinh dưỡng, nó không được tiêu hóa cho nên không được hấp thu vào trong máu. Do vậy, vai trò của chúng trong đường ruột là những cái chất giúp và cản trở việc tiêu hóa và hấp thu một số chất dinh dưỡng, tăng cái chất thải giúp cho nhuận trường. Chính vì những cái tính năng trên mà khoai môn có vai trò trong việc phòng và hỗ trợ điều trị cho một số bệnh mãn tính như là đái tháo đường, bệnh tim mạch và phòng ngừa ung thư đại tràng. Đối với bệnh lý đái tháo đường, do khoai môn giàu chất xơ cho nên là cái chất bột đường nó không được hấp thu một cách ồ ạt vào trong máu mà nó hấp thu một cách từ từ chậm rãi. Nhờ vậy mà phòng ngừa được cái biến chứng là tăng nhanh đường huyết sau ăn cũng như là hạ đường huyết ở xa bữa ăn. Những bệnh nhân bị đái tháo đường nên thay thế một cái phần cơm trắng bằng cái phần khoai môn thì sẽ giúp cải thiện được cái chỉ số đường huyết tốt hơn. Đối với bệnh lý tim mạch thì cái chất xơ trong khoai môn đặc biệt là chất xơ dạng hòa tan thì nó sẽ giúp kết dính những cái phân tử chất béo có hại như là axit béo bão hòa, cholesterol và giúp thải những cái chất béo này ra ngoài cơ phân, hạn chế hấp thu chúng vào trong máu. Do vậy nó sẽ làm cải thiện cái tình trạng mỡ máu. Ngoài ra các chất xơ hòa tan trong khoai môn nó còn giúp cho cơ thể được nhuận trường, giúp cơ thể nhanh chóng thải trừ những cái chất độc hại đi ra ngoài. Do vậy nó phòng ngừa được cái bệnh lý là ung thư đại tràng. Hãy mở đầu thực đơn khoai môn bằng một món ăn vô cùng hấp dẫn. Trước hết các nhỏ chèm chép, sò điệp như thế này. Tiếp theo các nhuyễn ớt sừng và các sợi lá chút. Cho dầu ăn vào chảo, thêm hành tím băm, ớt sừng, lá chút. Đến khi dậy mùi thơm thì cho hải sản vào, nêm nếm gia vị rồi đảo đều. Ôi chao ơi, có khói bốc lên cao rồi, thơm nức mũi luôn nhé. Bây giờ thì cho bơ, bột mì. Khuấy thật nhanh tay, rồi thêm kèm sữa, thơm thơm béo béo tích quá đi. Còn chờ gì mà không cho hải sản và khoai môn hấp chín vào. Nhớ trộn cho thật hòa quyện nhé. Cùng xem đầu bếp tạo hình những viên khoai môn nào. Lăn qua bột mì, trứng, bột xù, ta-da! Vậy là sẵn sàng để chiên rồi đây. Nhìn xem, màu sắc vàng bắt mắt chưa kìa. Ngon lành cành đào luôn. Cứ tưởng tượng cắn một viên khoai giòn rụm bên ngoài, bên trong lại thơm lừng vị hải sản, chút béo bùi của khoai môn, cái thơm nhẹ của lá chút. Tuyệt vời quá đi thôi.